Thùy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của FVN News. Trong cuộc sống đầy rẫy bon chen và tranh đấu này, lòng tốt và vị tha là điều sưởi ấm trái tim của mỗi chúng ta. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya kỳ này, Thùy Linh xin gửi tới quý vị hai câu chuyện phi thường và cảm động về lòng tốt. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Câu chuyện thứ nhất, bản di chúc kỳ lạ của nhà triệu phú ở Washington DC. 30 năm trước, tại thủ đô Washington DC, vợ của một nhà doanh nhân đã đánh rơi chiếc ví tại bệnh viện trong một đêm mùa đông. Vị doanh nhân này rất lo lắng và quay lại bệnh viện để tìm ngay trong đêm đó, bởi vì trong ví không chỉ chứa 100.000 đô la mà còn có cả các tài liệu marketing quan trọng. Khi vị doanh nhân vội vã tới bệnh viện, ông nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn nằm ngay dưới chân bức tường trong hành lang, đang run lên vì lạnh, và trong tay cô gái đó có chính xác chiếc ví mà vợ ông đã bị mất. Cô gái tên là Hiada. Cô tới bệnh viện để đưa người mẹ đang bị ốm khám bác sĩ. Người mẹ và cô con gái, hai người đang dựa vào nhau để sống. Họ rất nghèo, họ bán mọi thứ đáng giá và gom góp chỉ vừa đủ số tiền để nhập viện và ở bệnh viện trong một đêm. Không có tiền, họ sẽ bị đuổi ra khỏi bệnh viện vào ngày tiếp theo. Đêm đó, Hiada đã bị bỏ lại bơ vơ trong hành lang của bệnh viện. Cô ấy cầu nguyện xin Chúa nhân từ cứu giúp và hy vọng sẽ gặp được một quý nhân nào đó sẽ cứu giúp được mẹ con cô. Đột nhiên, một người phụ nữ đi từ trên hành lang xuống và đã đánh rơi chiếc ví mà không hề để ý và vội vã đi qua. Có lẽ bởi vì cô ấy đang phải mang một thứ gì đó trên tay. Hiada là người duy nhất ở hành lang lúc đó. Cô đã tới và nhặt chiếc ví lên. Khi cô chạy tới sau cánh cửa phía sau người đàn bà kia, thì bà ấy đã ở trên ô tô. Hiada quay trở lại phòng bệnh viện. Khi mở chiếc ví ra, cả hai mẹ con đều sốc vì số tiền quá lớn. Họ đều ngay lập tức nghĩ rằng số tiền kia sẽ có thể giúp mẹ cô ấy chữa bệnh. Tuy nhiên, người mẹ đã nói với Hiada quay lại hành lang và đợi người đánh rơi kia quay lại tìm. Bất chấp mọi nỗ lực giúp đỡ cứu chữa của vị doanh nhân, mẹ của Hiada đã ra đi và để người con gái nhỏ một mình. Sau đó, vị doanh nhân đã giúp đỡ cô con gái nhỏ bé kia, người đã mất đi cả gia đình. Người mẹ và cô con gái không chỉ giúp vị doanh nhân lấy lại 100.000 đô la mà quan trọng hơn là những tài liệu marketing về sau đã giúp ông thành công hơn bao giờ hết và trở thành một triệu phú. Sau khi tốt nghiệp đại học với sự giúp đỡ của nhà doanh nghiệp, Hiada đã trợ giúp cai quản việc kinh doanh cho ông. Mặc dù nhà triệu phú không bao giờ bổ nhiệm cô vào một vị trí nào thực sự, nhưng trải qua rất nhiều thời gian thử thách và học tập, những kinh nghiệm thông thái của nhà triệu phú đã ảnh hưởng tới cô, giúp cô trở thành một nữ doanh nhân thực sự. Vào những năm sau này, ông đã tham vấn Hiada rất nhiều ý kiến giải quyết cho các vấn đề gặp phải. Khi ông sắp xa rời thế giới, ông đã để lại những dòng đầy từ bi. Trước khi tôi biết Hiada và mẹ cô ấy, tôi đã thực sự mất hết tiền. Nhưng khi tôi đứng trước bà mẹ và cô con gái, người đã tìm thấy một số tiền rất lớn của tôi khi mà họ đang trong cảnh bệnh tật và nghèo đói, nhưng vẫn không màng tới số tiền của tôi. Tôi nhận ra rằng họ mới là những người giàu nhất. Họ đã giữ được những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của con người mà một doanh nhân như tôi còn thiếu. Tiền của tôi có được phần lớn là do những trò tiểu xảo và tranh nhau với người khác.
họ là những người đã làm cho tôi hiểu được tài sản quan trọng nhất trong cuộc đời là giá trị đạo đức. Tôi cứu giúp Hiada không chỉ vì trả ơn hay vì sự cảm thông, mà là vì tôi thấy cô ấy như một hình mẫu chuẩn mực của một con người. Khi cô ấy ở bên cạnh tôi sẽ luôn nhớ rõ rằng tại bất kỳ thời điểm nào, cái gì tôi nên làm, cái gì không. Tôi nên kiếm tiền thế nào, tôi không nên kiếm thế nào. Đó là lý do cơ bản cho sự thịnh vượng trong kinh doanh của tôi sau này. Và khi tôi đã trở thành nhà triệu phú, sau khi tôi chết, hàng triệu đô la của tôi sẽ kế thừa lại hết cho Hiada. Đó không chỉ là để nó sẽ mang lại thành công hơn và thịnh vượng hơn cho việc kinh doanh sau này. Tôi tin chắc rằng người con trai thông minh của tôi sẽ hiểu được những suy nghĩ của cha mình. Khi người con trai của nhà triệu phú đi du học trở về, anh đã đọc rất kỹ bức thư của cha và ngay lập tức ký các giấy tờ chuyển nhượng mà không một chút đắn đo gì. Tôi đồng ý để Hiada thừa kế toàn bộ tài sản của cha tôi. Tôi chỉ có một đề nghị rằng Hiada sẽ trở thành vợ của tôi. Sau khi đọc xong và nhìn thấy chữ ký của người con trai nhà triệu phú, Hiada đã nghĩ rất nhanh và đã ký vào. Tôi xin nhận mọi tài sản thừa kế từ thế hệ trước, bao gồm cả người con trai của ông. Câu chuyện thứ hai, đôi bàn tay nguyện cầu. Chuyện kể rằng vào thế kỷ thứ 15, tại một ngôi làng nhỏ gần thành phố Nuremberg của nước Đức, có một gia đình nghèo khó và rất đông con. Trụ cột trong gia đình, người cha là một thợ kim hoàn có tiếng thuộc dòng họ Albrecht. Ông phải làm việc quần quật suốt 18 tiếng một ngày, từ sáng sớm đến tối khuya trong nhà xưởng và đi làm thuê làm mướn bất cứ công việc gì cho người dân trong vùng để nuôi đàn con khôn lớn. Mặc dù sống trong gia cảnh nghèo khó, nhưng hai cậu con trai đầu lòng của nhà Albrecht luôn ấp ủ một ước mơ trở thành một nghệ sĩ tài ba. Tuy vậy, chúng cũng hiểu rằng cha mình chẳng bao giờ có đủ tiền để chu cấp cho một trong hai đứa tới học tại trường nghệ thuật ở Nuremberg. Sau nhiều đêm bàn bạc trên chiếc giường chật chội của mình, hai anh em cuối cùng cũng đã thỏa thuận được rằng chúng sẽ tung đồng xu để phân định và người thua cuộc sẽ phải nghỉ học, đi làm thuê trong các hầm mỏ để kiếm tiền nuôi người kia ăn học thành tài. Người thắng sẽ hoàn thành việc học tập trong vòng 4 năm và sau đó quay trở lại kiếm tiền để nuôi người anh em còn lại của mình đi học bằng việc bán những bức tranh hay thậm chí là đi làm thuê trong các hầm mỏ. Vậy là sự việc tung đồng xu định mệnh của anh em nhà Albrecht đã được diễn ra vào một buổi sáng chủ nhật nọ, ngay phía sau nhà thờ. Cuối cùng thì người anh Albrecht Dürer đã thắng cuộc và tới Nuremberg học mỹ thuật. Còn người em Albert phải nghỉ học và đi làm thuê trong những hầm mỏ, ròng rã suốt 4 năm trời vô cùng cực nhọc để kiếm tiền nuôi anh ăn học. Người anh nhanh chóng trở thành một học trò xuất sắc ở trường. Những tác phẩm tranh vẽ, tranh khắc gỗ và tranh sơn dầu của anh thậm chí còn đẹp hơn hẳn những bức tranh khác của các bậc thầy dạy. Như một lẽ đương nhiên, ngay khi vừa tốt nghiệp, Albrecht Dürer đã bắt đầu kiếm được rất nhiều tiền từ các tác phẩm của mình. Chàng trai trẻ trở về nhà trong niềm vui sướng hân hoan của cả gia đình. Buổi tối hôm đó, nhà Albrecht tổ chức một bữa tiệc ăn mừng lớn. Buổi tiệc tràn đầy tiếng nhạc và những lời chúc tụng. Albrecht Dürer rời bàn ăn tiến tới bên người em trai yêu dấu đã bao năm vất vả lam lũ nuôi mình ăn học để nói lời biết ơn và cùng nâng cốc chúc mừng. Đoạn cuối, Albrecht Dürer sóng giạc tuyên bố: "Này Albert, em trai yêu quý của anh, đã đến lúc anh chăm lo cho em được rồi. Em hãy tới Nuremberg để theo đuổi ước mơ của mình đi.
anh sẽ trang trải mọi việc và luôn ở bên cạnh em. Mọi ánh mắt đều dõi nhìn về phía cuối bàn ăn nơi Albert đứng với niềm xúc động khôn cùng. Nhưng người em vẫn đứng đó, cúi đầu trong im lặng. Những giọt nước mắt lăn dài xuống hõm má gầy gò xanh xao của anh. Và Albert nấc lên trong thổn thức. Không, không, không. Cuối cùng Albert ngẩng đầu lên và lau những giọt nước mắt trên đôi gò má hốc hác. Anh nhìn mọi người khắp một lượt, rồi run rẩy áp đôi bàn tay của mình lên bên má phải và nghẹn ngào nói: I'm Restore, anh ơi, em không thể tới học ở Nuremberg. Đã quá muộn rồi anh ạ. Anh nhìn đôi bàn tay em này. Anh ơi, ôi, 4 năm qua làm việc trong các hầm mỏ. Điều gì đã xảy ra với đôi bàn tay của em? Ngón tay nào của em cũng không còn nguyên vẹn. Gần đây em luôn bị giày vò bởi bệnh đau khớp ở tay phải. Nó đau đến nỗi em thậm chí còn không thể nâng ly chúc mừng anh. Thế thì sao mà em có thể vẽ nên những bức tranh tinh tế trên giấy bằng chì và cọ hả anh? Thôi anh ơi, em đã muộn rồi. Cả phòng tiệc chìm đi trong im lặng. Rất nhiều người lặng lẽ rút khăn tay lau nước mắt. Albert Dure ôm choàng lấy cậu em trai Albert gầy gò tội nghiệp mà không thốt nên lời. Hơn 400 năm đã trôi qua, giờ đây hàng trăm kiệt tác của Albert Dure vẫn được treo khắp các viện bảo tàng nổi tiếng trên toàn thế giới. Những bức chân dung, những bức phác họa, tranh màu nước, những bức tranh vẽ bằng chì than, những bản tranh khắc gỗ, khắc đồng của ông đều trở thành kiệt tác nghệ thuật được bảo tồn, đấu giá, giao lưu và triển lãm khắp nơi. Nhưng có một bức họa được coi là kiệt tác trong những kiệt tác của Albert Dürer được những người yêu hội họa toàn cầu biết tới. Đó chính là bức tranh mà người danh họa này vẽ bằng cả tài năng, lòng trân trọng và biết ơn của mình đối với sự hy sinh thầm lặng của người em trai Albert. Nhiều đêm thâu, Albert Dure đã miệt mài vẽ bức tranh về đôi bàn tay không còn lành lặn của người em trai yêu dấu, với những ngón tay bình dị khắc khổ chụm vào nhau hướng lên bầu trời. Ông đơn giản chỉ đặt tên cho bức họa là Đôi Bàn Tay. Nhưng hết thảy công chúng khi chiêm ngưỡng tuyệt tác này và được nghe câu chuyện cảm động về tình anh em của nhà Albert thì đều xúc động và gọi đó là bức họa Đôi Bàn Tay Nguyện Cầu. Chương trình đọc truyện đêm khuya kỳ này đến đây là kết thúc. Thì Linh mong nhận được những góp ý, đề xuất của quý vị khán giả để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và có giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.